Cocoa này nó rất dài, nó bỏ những đoạn nói dài đi. Chúng ta nhìn thôi. Aspirin đây và salicylic acid đều là chất hữu cơ tạp trước, mình nhìn nào. Aspirin thì mình viết gọn lại nó thành là C6H4 COOCH3 COOH. Đúng không? Thì anh này là tạp chất bởi vì vừa có chức ester và vừa có chức axit. Còn salicylic acid là C6. Úi. Cũng là C6. H4 COOH. OH thì nó cũng tạp chất bởi vì đây là chức axit và chức này là chức phenol. Đúng chưa? Nên hai anh đều hợp chất hữu cơ tạp chất là đúng. Hơn kém nhau một liên kết pi thì đến 1 2 3 4 5. Được chưa? Đây là 5 pi. Anh này 1 2 3 4 4 pi, đúng rồi. Hơn kém nhau một liên kết pi. À đúng. À đúng. Aspirin và salicylic acid đều chứa hai nhóm chức ở vị trí tương đối meta là sai. Đây ở ngay bên cạnh nó là vị trí ốc thô chứ. Ốc thô chứ không phải là meta. Nên B là sai. Một đơn ốc thô. C, aspirin và salicylic acid đều tác dụng với đá mắt từ tỷ lệ 1:1:2. Sai hoàn toàn rồi. Đúng không? Đây anh này là ăn một đá mắt. Đúng không? À chỗ này thì ghi lỗi không phải COCH3. Chỗ này ghi lỗi OOCCH3. Đúng không? Đây ester phenol nên ăn tỷ lệ 1:3 thôi mà. Đúng không? Mình vừa mới viết bên trên tỷ lệ 1:3. Được chưa? Theo tỷ lệ 1:2 là sai. Đúng chưa? Chỉ quanh salicylic acid thì 1:2 thôi. Còn aspirin là 1:3. Nhá. Ok. Ý D. Công thức phân tử của aspirin và salicylic acid là được là công thức phân tử này là C6 này cộng 1 là 7 này, cộng 2 là 9, C6H9 này. C9 là H này. 4 cộng 3 cộng 1 là H8 đúng, O4 đúng. Tiếp tục là C7 này. H6 này. O2, O3 đúng. Được chưa? Vậy chính xác đúng, sai, sai, đúng. Rất dễ.